Xin chào mọi người, trong video này mình sẽ tra tấn đám loang quang bằng nhiều cách khác nhau và đó sẽ là cơ sở để diệt nòi giống nhà muỗi. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem hình ảnh đám loang quang dưới kính hiển vi. Các bạn thấy đó, những con loang quang tuy gai góc gớm ghiếc vậy thôi, nhưng mình có cảm giác chúng nhũn nhũn, có vẻ như nước chính là thành phần chính của cơ thể chúng. Cái miệng đầy gai góc đáng sợ này dùng để ăn những hữu cơ có trong nước. Và chúng dùng phần đuôi để thở. Thế có nghĩa là khi muốn ăn, chúng sẽ phải lặn xuống dưới đáy. Còn nếu muốn thở, chúng bắt buộc phải nổi lên trên mặt nước và thở qua một chiếc ống ở phần đuôi. Do đó, chúng chỉ sống trong nước chứ không thể thở trong nước bằng mang như cá. Chính đây sẽ là cơ sở để mình tra tấn đám loang quang. Những cách mà mình thực hiện như sau. Cách tra tấn 1, mình cho đám loang quang này vào máy ly tâm rồi quay với tốc độ khoảng vài nghìn lần trên một phút để xem chúng sẽ trong mặt như thế nào. Sau đó, hai ống đựng những con loang quang cũng sẽ được đậy nắp, chỉ khác nhau là một ống đục lỗ, còn ống kia thì không. Lý do mình làm như vậy để xem đám loang quang này liệu có thể thở khi không có oxy trong ống hay không. Với cách 2, mình chuẩn bị 3 ống đựng loang quang, sẽ cho muối, đường và chất làm sạch nước, cụ thể là chlorine, lần lượt vào từng ống. Với muối và đường, sẽ được cho một lượng bằng nửa thể tích nước. Còn với chlorine, do là một chất oxy hóa mạnh, khi gặp nước, chất này sẽ sinh ra khí clo là một khí độc, nên mình chỉ cho thêm một vài hạt vào ống. Nắp của các ống đều được đục thủng, đảm bảo không khí cung cấp cho ống. Nếu các bạn còn nghĩ thêm cách nào nữa, hãy để lại comment dưới phần bình luận nhé. Đối với cách tra tấn đầu tiên, có vẻ đám loang quang không bị xi nhê gì khi được quay đến vài chục nghìn vòng. Và một số con loang quang trong cả hai ống đều nở thành muỗi. Có vẻ như chúng vẫn sống khỏe. Vậy thì mình sẽ để thêm vài ngày để xem có hiện tượng gì xảy ra không. Sau đó khoảng vài ngày, một số con loang quang và mấy con nhộng ở trong cả hai ống đều đã chết. Chỉ vài con muỗi may mắn nở ra kịp thời thì còn sống thôi. Đối với ống không đục nắp, con muỗi được nở ra cũng chết sau đó một vài ngày. Đối với ống đục nắp, chỉ với một khe lỗ nhỏ thôi mà con muỗi đang nghĩ cách chui ra để trốn thoát. Nhưng chính nó cũng phải tự hy sinh vài cái chân. Hy vọng nó sẽ không quay lại để tìm mình trả thù. Còn lại, một con muỗi dường như đã cam chịu số phận của mình. Nhưng ngay sau đó, mình chỉ thấy những con vật ở cả hai ống đều đã chết dần. Có lẽ không liên quan đến việc có hay không có không khí trong cả hai ống đựng, thì sớm muộn, đám nhộng và loang quang cũng sẽ chết bởi lực ly tâm. Các bạn có thể xem video ở đây. Có rất nhiều xác loang quang và nhộng muỗi chưa bị biến đổi mà đã bị chết rồi. Đối với những ống cho thêm muối, đường và chất chlorine thì sao? Như các bạn đã biết, chlorine là một chất dùng để làm sạch nước. Khi chlorine tác dụng với nước, nó sẽ sinh ra khí clo và giết chết mấy con ấu trùng muỗi. Với muối thì sao? Trên mạng giới thiệu cách diệt loang quang bằng muối. Quả thực là rất hiệu quả, nhưng cũng có những thông tin cho thấy muỗi vẫn sinh sản tốt ở những vùng nước lợ. Vậy có nghĩa, để diệt được loang quang, nồng độ muối trong nước phải đủ lớn. Một câu hỏi đặt ra là phải chăng chúng chết vì uống nước quá mặn? Theo mình có lẽ là không hẳn, mà chính các ion muối hòa tan trong nước đã hút nước ra khỏi cơ thể loang quang. Hay nói cách khác, chúng bị chết khô vì quá mặn. Thực ra, mình đã không quá bất ngờ khi môi trường ống nghiệm có chứa chlorine và muối giết chết loang quang. Nhưng điều đặc biệt đã xảy ra khi đám loang quang cũng không thể sống ngay cả trong môi trường có đường. Với môi trường có đường thì sao? Phải chăng chúng chết vì quá ngọt? Điều này liên quan đến tính chất của đường. Khi hòa tan trong nước, cấu trúc của đường có dạng mạch, polymer, tồn tại dưới những dải đường, không bị hòa tan trong nước. Nồng độ đường càng cao thì các dải đường xuất hiện sẽ càng nhiều. Chúng quyện vào nhau, ngăn cản sự trao đổi oxy của nước với môi trường xung quanh. Mình đã thử lấy chính đường hòa tan trong ống nghiệm đó, hút sang ống nghiệm chứa loang quang khác, kết quả thu được vẫn tương tự. Mặc dù nồng độ đường trong nước đã giảm đi rất nhiều rồi. Đó là lý do tại sao đường có thể giết chết được đám loang quang. Tóm lại,
Qua phần video này, mình rút ra được những cách có thể tiêu diệt được đám hậu duệ nhà muỗi như sau. 1. Nếu có thể, các bạn hãy quay chúng tít thò lò, thế là diệt được hết. Lưu ý, cách này hơi tốn sức và rất mất nhiều thời gian. 2. Bạn hãy diệt đám long quăng bằng cách cho muối hoặc đường vào những nơi có long quăng. Tiếc rằng cách này chỉ áp dụng hiệu quả với những vũng nước nhỏ như bát nước chân trạn hoặc ngăn nước thừa tủ lạnh. Và lượng đường, muối được thêm vào nên nhiều một chút để đạt được hiệu quả nhé. Cách thứ 3, sử dụng các chất hóa học có tính oxy hóa mạnh dùng để làm sạch nước như chlorine để tiêu diệt long quăng. Một cách khác là bạn có thể sử dụng vôi bột rắc những nơi muỗi đẻ để tiêu diệt đám lọ bọ gậy này nhé. Cách này đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm. Trên hết, một cách phòng chống hiệu quả nhất đó là hãy duy trì lối sống dọn dẹp sạch sẽ, loại bỏ những vật chứa nước đọng quanh nhà, mắc màn khi ngủ, vân vân. Theo mình, từ đó mới có thể hạn chế được những cái bệnh tật, những phiền toái liên quan đến đám muỗi mặt dày này. Trên đây là toàn bộ nội dung của video. Chúc anh em luôn sức khỏe và tiêu diệt muỗi thành công. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.